Đúng như dự đoán, Chap 265 bắt đầu với màn dắt nhau tản bộ tâm sự của cặp đôi Yuji và Sukuna. Nhưng khác hoàn toàn so với những lần tâm sự thần mật trước đây, lần này Yuji đang là kẻ nắm đằng chuôi. Vậy diễn biến chap này như thế nào? Cùng tôi khám phá ngay luôn nhé. Dạo này làm video nhiều cũng hơi oải oải, nhưng may mắn thay tôi lại tìm được ngay con game hành trình AFK cực kỳ bánh cuốn mà lại dễ chơi vô cùng. Đảm bảo anh em Shonen sẽ đổ ngay cho mà xem. Hành trình AFK là game nhập vai fantasy thế giới mở vô cùng độc đáo với phong cách đồ họa canvas đẹp mắt thu hút người chơi. Đây không chỉ đơn thuần là một game rảnh tay mà nó còn sở hữu một cốt truyện cuốn hút và thú vị nếu bạn muốn tìm hiểu sâu về thế giới giả tưởng Esperia. Vậy thì gameplay của hành trình AFK như thế nào? Cơ bản vẫn là gacha thu thập tướng, xếp đội hình chiến đấu theo lượt, vượt qua vô số nhiệm vụ phó bản sự kiện. Đảm bảo luôn là vào game bạn không lo nhàm chán vì chế độ chơi rất đa dạng. Cơ mà phải công nhận là rất dễ chơi luôn. Hành trình AFK mang đến hệ thống combat không quá phức tạp nhưng cũng có nhiều điểm giúp bạn phát huy tư duy chiến thuật, kết hợp đầy đủ yếu tố cổ điển của một game RPG với các điểm mới lạ riêng biệt. Ngoài các sự kiện cốt truyện chính, hành trình AFK cũng có đầy đủ các chức năng sự kiện khác như PvP, PvE, boss thế giới, thậm chí là tham gia và chiến đấu cùng với guild của mình. Tính chất AFK còn giúp bạn chiến đấu và nhận tài nguyên mà không cần thao tác quá nhiều. Tất nhiên, không thể thiếu đó là số lượng tướng và nhân vật dồi dào đa dạng đến từ 6 phe khác nhau, sẵn sàng chờ các bạn thu thập và nâng cấp sức mạnh cho nhân vật. Các bạn có thể tải ngay hành trình AFK trên App Store cho iOS hay Google Play cho Android. Thậm chí nếu bạn là người dùng PC thì cũng có luôn, chỉ cần lên trang chủ và bấm nút download là xong. Quan trọng nhất là game vô cùng nhẹ và được tối ưu tốt, nên những bạn sở hữu thiết bị không được hiện đại cho lắm cũng chắc kèo là chơi được. Đặc biệt là game không có quảng cáo, chốt luôn như vậy để các bạn khỏi phải lấn cấn nha. Trong thời gian ra mắt tại Việt Nam, hành trình AFK tặng miễn phí toàn bộ tướng các cấp chỉ bằng việc đăng nhập hàng ngày. Chưa kể nếu bạn đăng nhập đủ 7 ngày liên tiếp và hoàn thành các sự kiện của game, bạn sẽ có cơ hội nhận lên đến hơn 450 lượt quay mở tướng. Nghe hấp dẫn thế còn gì nữa? Thế thì tội gì không tải ngay game ngày hôm nay và cùng trải nghiệm tựa game hành trình AFK có 102 này cùng mình nhé. Link tải và trang chủ ở dưới phần mô tả. Kết thúc chap 264, chúng ta đã được chứng kiến màn giao chiến giữa Yuji và Sukuna diễn ra rất quyết liệt. Trong khi cả hai đang giằng co, chúng ta được tác giả thông báo rằng giờ đây Nguyên Vương Sukuna đã lấy lại được phản chuyển thuật thức và cánh tay bị chặt đứt của hắn đã mọc lại. Tuy nhiên, không vì thế mà Yuji chùn bước. Cả hai tiếp tục trao đổi võ thuật liên tục. Thế nhưng ngự chủ tử của Yuji rất nguy hiểm với người chuyển sinh như hắn, nên hắn dù có cố gắng chống trả mạnh mẽ đến đâu nhưng vẫn phải cảnh giác với cậu. Sau một đoạn hồi tưởng ngắn về trận chiến giữa ông thầy Gojo và Jogo, Yuji đã sử dụng bành trướng lãnh địa của mình. Bất ngờ, Sukuna thấy mình ở một nhà ga và cảm thấy bối rối. Yuji xuất hiện thông báo họ sẽ đi đâu đó. Đáng chú ý, linh hồn của Sukuna giờ đây đã không còn trú ngụ trong cơ thể của Megumi nữa, mà đã trở về với Yuji. Tiếp nối sau những sự kiện đó, chap 265 có tựa đề Ngày hôm đó. Mở đầu chap truyện là hình ảnh Sukuna và Yuji đang cùng nhau đi thang cuốn và trò chuyện. Khi hai người họ đi dạo qua một thành phố, Sukuna nhận ra có chuyện gì đó đang xảy ra với mình. Rồi sau đó hắn đã nhắc đến một hiện tượng hiếm hoi khi kết nối với đối thủ trong trận chiến với một chú thuật sư khác. Với giọng điệu khinh bỉ, Sukuna quay sang hỏi Yuji. Này thằng nhóc, đây là cái không gian quái quỷ gì thế? Chẳng lẽ đây là lãnh địa của người sao? Bước sang khung tranh của Yuji, chúng ta có thể thấy khuôn mặt của cậu đang rất khó chịu. Cay không? Cay chứ. Cậu cay đến mức quay ra nói thẳng vào mặt Sukuna rằng: Ngươi im đi, ta đang cảm thấy tuyệt vọng đến mức chẳng biết đây là nơi nào nữa. Tuy nhiên trước khi có thể đấm cho nhà ngươi một trận, chúng ta nên nói chuyện với nhau một chút đã. Khung cảnh chuyển sang phía bên ngoài. Tại đây chúng ta bắt gặp một bức tượng ngay ở trước cổng của nhà ga. Nếu mọi người đã xem video về lãnh địa của Yuji trước đó, tôi có đề cập rằng nơi này chính là nhà ga Kitakami ở tỉnh Iwate, vùng Đông Bắc Nhật Bản. Nếu chúng ta đối chiếu với thực tế, thì đây chính xác là bức tượng của quỷ kiếm vũ Oni Kenbai. Bức tượng này là hình ảnh hai người rất giống nhau, tay cầm kiếm, tay cầm quạt, có chữ Bắc, với tư thế nhảy múa áp sát nhau. Sukuna không hề biết chút gì về thông tin của quỷ kiếm. Tuy nhiên Yuji có, vì dù cậu được sinh ra ở Sendai, nhưng cậu đã sống ở đây từ khi lên 6 tuổi trước khi chuyển về Sendai sinh sống do công việc của ông nội. Tôi có một chút nghi ngờ công việc này rất có thể liên quan đến thế giới của các chú thuật sư. Khả năng cao câu chuyện này có liên quan đến bố mẹ của Yuji cũng như sức mạnh thể chất vượt trội của cậu. Điều này cũng giải thích lý do vì sao trước khi chết,
ông Wasuke lại căn dặn Yuji rằng cậu nên sử dụng sức mạnh của mình để cứu lấy tất cả mọi người. Quan trọng hơn, còn một điều khiến tôi nghi ngờ nữa, chính nằm ở anh em sinh đôi của Sukuna. Các bạn còn nhớ chuyện gì đã xảy ra với Maki và Mai rồi chứ? Việc hai chị em họ là cặp song sinh nên đã bị chia sẻ sức mạnh thể chất cũng như lượng chú lực cho nhau. Hậu quả thì mấy ông có thể thấy rồi đấy. Maki thì thể chất vượt trội nhờ thiên giữ chú phược. Nhưng vì còn tồn lại một ít lượng chú lực nhỏ nên nó vẫn chưa hoàn thành. Còn Mai thì chú lực dồi dào nhưng khả năng thể chất lại rất yếu. Thiên giữ chú phược được miêu tả như những ràng buộc đặt lên cơ thể của một chú thuật sư ngay từ khi họ được sinh ra. Những ràng buộc này thường đề cập đến những hạn chế về thể chất mà người đó nhận được để đổi lấy khả năng vượt trội trong một lĩnh vực khác. Ví dụ như thiên giữ chú phược có thể khiến một chú thuật sư sinh ra với nguồn chú lực thấp lại có năng khiếu về thể chất. Ngược lại cũng có thể xảy ra với những chú thuật sư có nguồn chú lực cao lại sinh ra với cơ thể yếu ớt. Vậy chứng tỏ rằng Mai và Maki đều sở hữu thiên giữ chú phược nhưng theo một cách khác. Nếu được chia sẻ sức mạnh một cách hoàn hảo ngay trong bụng mẹ thì Maki sẽ giống với Toji, thể chất vượt trội nhưng không có chú lực. Còn Mai sẽ giống với Muta Kokichi, chú lực vượt trội nhưng thể chất yếu. Nếu tôi đối chiếu chuyện này với Sukuna và người anh em song sinh của hắn thì rất có thể từ khi sinh ra Sukuna và người anh em của hắn cũng bị chia sức mạnh ra như vậy. Khác ở chỗ, nó được chia ra một cách hoàn hảo. Rất có thể Sukuna chính là người sở hữu phần chú lực vượt trội, nhưng cơ thể của hắn lại rất yếu. Còn lại người anh em của hắn lại có sức mạnh thể chất vượt trội, nhưng không có chú lực. Không chấp nhận số phận, hắn đã ăn thịt người anh em của mình, để rồi hấp thụ phần sức mạnh đó. Nhưng đen cho Sukuna vì đã có một sai số xảy ra. Khi đó hắn chỉ hấp thụ được một phần sức mạnh thể chất, còn phần còn lại đã được phần linh hồn của em trai hắn mang đi theo, rồi tái sinh thành Itadori Jin. Tôi không biết trước đây thể chất của Jin có tốt hay không, nhưng khi Yuji được sinh ra, tôi khá chắc rằng cậu đã thừa hưởng sức mạnh thể chất đó từ cha mình. Quay trở lại mạch chuyện, Yuji lần đầu trở về nơi mình từng sống trước đây sau 10 năm là vì đám tang người bạn của ông nội. Cậu tự hỏi liệu nếu ông nội ra đi trước, người bạn đó có đến viếng tang ông không? Trong chuyện, Yuji cũng không giải thích gì thêm cho tôi được biết về nét văn hóa của điệu múa Onikenbai, nên tôi quyết định đi tìm hiểu. Onikenbai là điệu múa được biểu diễn ở thành phố này trong khoảng 1.000 năm. Ban đầu, điệu nhảy này bắt nguồn như một cách để an ủi các linh hồn tổ tiên, nhưng sau đó được những người lính thực hiện trước khi họ ra trận hoặc khi họ trở về. Onikenbai là một điệu nhảy vô cùng năng động. Ngày nay, điệu nhảy này được biểu diễn ở Kitakami bởi các vũ công trong bộ trang phục samurai. Thời điểm mà họ biểu diễn thường rơi vào lễ hội giữa mùa hè hoặc tại các lễ kỷ niệm cộng đồng khác nhau. Tùy thuộc vào tác phẩm được trình diễn mà họ sẽ cử từ 1 đến 8 vũ công đi biểu diễn. Các vũ công thường đội tóc giả dài và đeo chiếc mặt nạ Oni được cho là mang lại may mắn. Chiếc mặt nạ có 5 màu bao gồm đỏ, xanh, vàng, đen và trắng, với điệu nhảy tập trung vào người đeo mặt nạ màu vàng. Cả hai tiếp tục đi dạo và thăm thú thị trấn. Họ đến công viên mà Yuji từng hay chơi khi còn ở đây. Những kỷ niệm của cậu cũng theo đó mà ùa về. Tuy nhiên nơi đây đã thay đổi. Tất cả mấy cái xích đu đều mất hết. Yuji nhớ lại lần bị kẹt ngón chân trong xích đu và lần rửa sạch cát dính trên cục xì lime làm nó trôi tuột xuống, khiến cậu khóc nhè. Một lúc sau Yuji vô tình nhìn thấy hoa tú cầu, nhưng cậu nhầm tưởng rằng đây là hoa bìm bìm. Điều này khiến Sukuna phải chỉnh lại cho anh men nhà ta. Yuji thắc mắc, làm sao ngươi có thể biết được đây là hoa bìm bìm? Sukuna trả lời là nhờ có ký ức của Fushiguro Megumi. Chi tiết này rất quan trọng, vì rất có thể đây sẽ là mấu chốt giải thích hiệu ứng lãnh địa của Yuji. Như tôi đã nói trong video trước đó, có thể hiệu ứng của nó đang thâm nhập vào phần linh hồn của Megumi để thức tỉnh cậu một lần nữa thông qua những hình ảnh quen thuộc, chẳng hạn như bông hoa bìm bìm này. Tiếp tục với mạch chuyện, Yuji quay sang hỏi Sukuna, vậy nhà ngươi cũng biết tất cả mọi thứ từ ký ức của ta khi chúng ta trùng xác đúng không? Sukuna đáp lại, ta chẳng thừa thời gian đi đọc mấy cái ký ức dở hơi thế này. Yuji bắt đầu trêu ghẹo hắn vì là chú thuật sư mạnh nhất trong lịch sử, nhưng lại không biết chơi trò bắt tôm. Cay cú không làm gì được nên hắn ta chỉ biết kêu Yuji im lặng. Thế là cả hai hòa một đều. Tính ra cái tập này thay vì đánh nhau, Yuji và Sukuna quyết định xem ai là người làm đối phương cay cú nhiều hơn thì phải. Cả hai thi bắt tôm và tiếp tục đi chơi. Yuji nhớ về cửa hàng bách hóa mở khi cậu 5 tuổi và làm các tiệm tạp hóa khác phải dẹp tiệm. Dù vùng này xám xịt,
nhưng ra phía rìa thành phố một chút sẽ có cây xanh nhiều hơn. Họ đến bên lan can cạnh sông. Yuji kể về việc bắt chấu chấu trên ruộng lúa, nhưng giờ thì không thấy nhiều nữa. Họ đến trang trại ngựa, nơi Yuji nhớ về những lần ông đưa cậu đến. Cậu kể rằng mình từng tiêu hết tiền tiêu vặt để ăn kem tươi ở đây. Sukuna nhạo báng sự ngây thơ của Yuji. Cả hai thử bắn cung. Sukuna chứng tỏ rằng hắn làm chùm trò này khi trúng hồng tâm ngay mũi tên đầu tiên. Yuji nhớ lại thời thơ ấu khi tuyết rơi. Cậu từng nghĩ ông già Noel là thật, nhưng sau này mới biết đó là tiếng dây xích trên bánh xe chạy trong tuyết. Yuji bắt đầu thuyết giảng cho Sukuna. Cậu nói rằng giá trị của đời người chỉ vì có những mảnh ký ức nhỏ nhặt tạo nên con người đó. Con người không phải công cụ. Chúng ta không sinh ra để định hướng phải làm gì. Mỗi câu nói của cậu đều có sự xuất hiện của những người đã hy sinh. Quan trọng hơn, nó có sự xuất hiện của Nobara. Trong Jujutsu Kaisen, không có sự giả tạo. Nếu ai đó chết, người đó sẽ chết mãi mãi và chúng ta sẽ phải đối mặt với điều đó. Trong buổi hỏi đáp với tác giả, được đăng trong triển lãm Jujutsu Kaisen gần đây tại Nhật Bản, Gege tuyên bố rằng ông và nhóm của mình đã quyết định cho Nanami và Nobara bay màu ngay cả trước khi Arc Shibuya bắt đầu. Jujutsu Kaisen Chap 120 chứng kiến cảnh Nanami chết một cách tàn bạo dưới tay Mahito sau khi bị thương nặng trong khi chiến đấu với nhiều nguyên hồn khác nhau. Tương tự với Nobara ở Chap 126, nhưng vì hắn không thể giết cô chỉ bằng một đòn, vì vậy hắn muốn đảm bảo cô cũng sẽ không thể sống sót. Kể từ đó, các fan đã đưa ra nhiều giả thuyết để chứng minh rằng Nobara thực sự còn sống và sẽ quay lại giúp Yuji chống lại Sukuna. Tuy nhiên, Gege, một kẻ tàn bạo, chỉ nói rằng không, các ngươi sai rồi, và dập tắt mọi hy vọng bằng một câu trả lời đơn giản như thế này. Đến chap này là hết hy vọng cho Nobara rồi. Thôi thì cất gọn cái poster xuống và hướng về phần còn lại của chap nhé. Yuji kết thúc câu chuyện của mình và thừa nhận sự phẫn nộ và hận thù của cậu đối với Sukuna chỉ đến mức độ này. Cậu tuyên bố rằng mình có thể giết được hắn ta, tuy nhiên cậu muốn hắn trở lại cơ thể của cậu và trả lại thân xác cho Megumi. Như vậy có thể cậu sẽ tha mạng cho hắn. Bị động đến lòng tự ái, đường đường là một chú thuật sư mạnh nhất lịch sử mà lại bị một đứa con nít nó hù. Điều này khiến Sukuna tức giận, nghiến chặt hàm răng của mình lại. Hắn thề rằng sẽ tàn sát từng người mà Yuji xem trọng ngay trước mặt cậu, bất kể đó có là ai. Và đó cũng là kết thúc của chap này. Thông báo cuối cùng, vì đã ra được 2 chap trong vòng 2 tuần liên tiếp rồi, nên tuần sau Gege xin phép trốn việc, chúng ta sẽ không có chap mới. Quả là một chap khá chill sau nhiều chap đánh nhau rất căng thẳng. Nhưng các bạn cũng thấy rồi đó, dù có chill đến đâu thì đó cũng chỉ là khoảng thời gian sóng yên biển lặng trước khi cơn bão lớn thực sự ập đến thế giới của Jujutsu Kaisen. Rất có thể chỉ còn vài chap nữa thôi, Jujutsu Kaisen cũng sẽ kết thúc. Nhưng với những diễn biến như hiện tại, khả năng cao dù đánh bại được Sukuna thì kết thúc của nó cũng sẽ chẳng mấy tốt đẹp chút nào cho phe chú thuật sư. Để mà phân tích nhiều về ẩn ý trong mối liên kết giữa Sukuna và Yuji thì chúng ta cũng đã nói quá nhiều và cũng đã có quá nhiều thông tin cho các bạn tham khảo. Thậm chí kể cả lãnh địa của cậu hiện tại, lượng thông tin vẫn chưa gọi là đủ để có thể đưa ra một câu trả lời cụ thể về lãnh địa vô cùng khác thường này. Tuy nhiên, thứ mà tất cả chúng ta đều có thể thấy rõ nhất trong chap này chính là sự phát triển về tâm lý của Yuji. Yuji hận và căm ghét Sukuna đến tận xương tủy. Đó là thứ mà ai ai cũng biết. Nhưng Yuji hiện tại dường như đã thay đổi. Sau hàng tá những mất mát cậu đã phải trải qua trong suốt hành trình khám phá bản thân và ý nghĩa cốt lõi trong sự tồn tại của cậu ở thế giới này. Từ cách nhìn nhận đơn giản một chiều về con người, về sự sống và cái chết, góc nhìn của Yuji đã được khai mở rộng lớn hơn. Và có lẽ cậu đã nhìn ra được bản chất thực sự của hai từ sinh và tử. Cậu nhận ra giấc mơ muốn bảo vệ mọi sự sống, muốn đóng góp sức mạnh của mình cho một thứ gì đó cao cả và to lớn, dường như chỉ là một thứ viển vông. Yuji đã chấp nhận thực tại này, để rồi nhận ra thứ giúp cậu nhìn ra tất cả những điều đó chính là bản thể đối lập của mình, Sukuna. Để rồi chính giây phút này, khi cả hai trò chuyện, cậu dần trở nên thương hại hắn ở một góc độ nào đó. Sukuna giúp cậu ngộ ra được vô số thứ, nhưng cậu lại cảm thấy mình chưa làm được gì cho hắn. Có lẽ đây là suy nghĩ của cậu khi đề nghị Sukuna nên đầu hàng, thả Megumi, trở về thân xác của cậu, và có lẽ cậu sẽ cho hắn một con đường sống. Đến tận giây phút đối mặt với kẻ đã tước đi tất cả mọi thứ từ mình, Yuji vẫn coi trọng sự tồn tại của hắn, vẫn coi trọng mạng sống của hắn và vẫn coi hắn là một con người. Có thể cậu nhận ra rằng Sukuna trở nên như vậy cơ bản vì chưa bao giờ có ai cho hắn một cơ hội để được thấu hiểu. Sukuna và Yuji là hai mặt của một đồng xu.
một kẻ thì đã chai sạn với mọi cảm xúc, mọi rung động xung quanh mình. Còn một kẻ thì luôn luôn nhạy cảm với tất cả mọi thứ xảy ra, luôn cố gắng thấu hiểu và tìm cách để hướng tới sự tích cực. Yuji có vẻ đã nắm chắc phần thắng trong tay, vì cậu lần đầu tiên dám thách thức và đe dọa Nguyên Vương. Thậm chí hắn đã phải rung động trước lời thách thức này, một thứ mà hắn chưa bao giờ thể hiện xuyên suốt cả mạch truyện. Yuji và Sukuna, ai sẽ là người cuối cùng bước ra khỏi thảm kịch này? Ai cho chúng ta cũng mong đó sẽ là Yuji, nhưng đâu đó trong tôi mách bảo thì tôi không chắc lắm. Thôi thì cùng đợi chap 266 ra mắt nhé. Mọi người thấy sao về những chap gần đây của Jujutsu Kaisen? Sau khi Gege quay trở lại từ khi bị bệnh, với tôi thì mọi thứ có vẻ hấp dẫn hơn trước. Không còn là mạch truyện hai chap một mạng. Từ Todo cho đến sự trở lại của Yuta trong cơ thể của Gojo, mọi nhân vật xuất hiện cũng có tính toán hơn. Còn về chất lượng hình ảnh xấu đẹp thì tùy mắt mỗi người, nhưng cá nhân tôi thì nó đã được cải thiện hơn nhiều rồi. Quan trọng hơn, tôi muốn biết câu trả lời của mọi người. Hãy bình luận cho tôi được biết ở phần comment phía dưới nha. Còn bây giờ thì nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe kèm theo nút chuông thông báo để không bỏ lỡ các video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya!